Hàng ngàn con sâu lại tiếp tục xuất hiện tại Bình Dương. Đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng bất thường này tại địa phương. Nếu như lần trước là sâu xanh với kích thước lớn, thì lần này chúng có kích thước nhỏ hơn. Phóng viên Đức Hạnh có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết. Đây là loại sâu mà xuất hiện nhiều tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương suốt nửa tháng qua. So với những ngày trước thì lượng sâu ngày hôm nay cũng đã giảm đi rất là nhiều. Lý do là những ngày qua thì trời mưa, cộng với người dân tại khu vực này thì cũng đã sử dụng rất là nhiều biện pháp như là nhổ cỏ hay là nhổ hết hoa màu, phun xịt để mà giảm sâu vào nhà. Theo quan sát thì loại sâu này thì có kích thước nhỏ, gần giống với sâu róm, có nhiều lông. Và người dân cũng kể lại khi mà sâu vào nhà với số lượng lớn thì không chỉ gây sợ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe khi mà gây ngứa. Khu vực này thì cũng có rất là nhiều trẻ con và dễ xảy ra dị ứng. Suốt những ngày qua thì sâu cũng đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và người dân phải dùng những biện pháp như là phải quét và thậm chí là phải đốt bỏ để hạn chế tình trạng sâu lây lan. Theo những người dân ở đây thì sâu xuất hiện nhiều, chủ yếu là vào trưa nắng khoảng từ 11 cho đến 12 giờ. Và như quý vị cũng có thể thấy thì sâu róm này thì không chỉ gây hại cho cây trồng khi mà toàn bộ hoa màu người dân đã phải nhổ bỏ, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Và theo Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương thì vào thứ hai này sẽ có cán bộ xuống địa phương để kiểm tra cũng như là hướng dẫn người dân cách xử lý, tránh tình trạng sâu lây lan, tái phát ảnh hưởng đến đời sống.